Xin chào các bạn. Hôm nay tiên sinh sẽ đưa quý vị và các bạn đi theo thầy vi sĩ để xem thầy tổ chức lễ lẩu then cho đệ tử của thầy là then Lăng Quốc Quảng ở xã Hòa Bình, huyện Bình Gia, tỉnh Lạng Sơn. Thầy vi sĩ là người ở huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn. Bây giờ các thầy đang chuẩn bị mọi thứ để chuẩn bị tổ chức buổi lễ. Các thầy đang cắt hoa rất là đẹp. Tất cả các chữ nho ở trên cái bảng kia đều do thầy vi sĩ tự tay viết các bạn nhé. Quen em rồi. Anh làm quen anh chỉ làm nửa ngày thôi nhỉ? Một buổi nhỉ? Em qua trước hay qua sau? Qua được, qua trước, qua sau được. Bên này là các thầy tào đang chuẩn bị đồ lễ, còn phía bên kia là các thầy then đang hát. Các thầy bên này vừa làm vừa nghe hát then rất là hay. Xong rồi.
chị đến bên đây đấy. Quen em rồi. Biết xong chưa chú? Má để đi không? Chưa biết xong à? Xong rồi. Ừ. Được. Đây là thư gửi lên trời đấy à? Những cái này thư gửi lên trời đấy nhỉ? Cái này tí gửi này. Gửi hóa vàng hết nhỉ? Đây là cây gì đấy? Cây vang anh ạ. À. Cây vang để ngâm rượu phải không? Không, đấy phải làm xôi chứ. À, làm xôi đỏ cái phải không? Vâng. À. Chẳng biết có ngâm rượu được không nhưng mà em chỉ biết làm xôi. Làm xôi đỏ kia. Xôi hồng nhờ. Không. Cái này xong phải đun nước hay như nào? Đun nước xong lấy nước đó ngâm rượu à? Vâng. À. Cho một tí nước do xuống. Cho một tí nước do nữa à? Vâng. Nước do bình thường được không hay do cây gì? À thế. Cho xuống một bát này là được. À. Tức là ngâm gạo. Ngâm gạo xong rồi rửa gạo sạch sẽ. Ừ. Em lại ngâm tiếp tục ngâm cái này. À. Đang ngâm bên em áo bé. Gọi là cây vang á. Vang đấy, lấy về làm xôi vang này. Không phải cây gì nhỉ? Cây sá mộc hay cây gì à? Đúng rồi, nói luôn là sá mộc đấy. Cây sá mộc đấy gì? Vâng. À. Không chụp ảnh đấy. Chú hát bài gì đấy? Hả? Chú hát bài gì đấy? Ấy ơ. Thấy lấy hết à? Vâng ạ, chữ to thế. Ấy ơ. Một tờ. Ấy ồ. Ấy ồ, bà có cà phê ngon thế. Có. Đại này kìa.
cho em một cốc. Chị uống đi. Xin nhé. Ngồi gần thân quảng nghe cho rõ. Hãy subscribe.
Vâng, thế này cũng đẹp rồi. Đến đây chắc nó vội vã. Thời gian là ít đi. Vâng ạ. Vâng, chị á. Trực tiếp à? Trong
bếp nó tương lai lặng lẽ cho ngắm chân đi cho ấy nam lòng quỳ cho chi thứ lông châu tham nam lông lây lấy cha bố lấy dắt tay đó lấy cha bố lấy dắt tay đó lấy tường bố lấy con lấy đằng lấy tường bố lấy con lấy đằng tường ơi lông nam lấy con lao tường sẵn tường ơi lông nam lấy con lao tường sẵn con nam lấy lằng lao tường nhà con nam lấy lằng lao tường nhà đã hoàn thành. Hoàn thành rồi anh. Đẹp lắm rồi nhỉ. Còn thiếu chính cất à? Dạ, thấy bảo viết, viết và viết cái gì vào áo này nữa đây, đây này. Còn viết cái này nữa. Sợ quên. Bao mình thêm bao.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
đâu phải là ác coi thêm mà lòng mà ác coi thêm lòng thêm coi thêm mà lòng đâu 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 thêm đâu sau ấy là cường nam thiếu dương ta sau ấy là cường nam thiếu dương ta và nam thứ thiếu lương tài và nam thứ thiếu dương trai cùng kiến trai mưa đôi khi thử đồng tiền trai mưa đôi khi thử con mưa kiến bè đôi khi thử con mưa kiến bè đôi khi Bye.
ơi ân bên này bay bay mày cho nó đây má ư này bên đây má ư lúc này du áo kinh nè lại lúc này du áo kinh nè lại cho nó đây bình an kinh nè chi lại con đây bình an kinh chi này du áo đồ chấm này du áo đồ chấm này bình an đồ lâu này bình an đồ lâu người trai đây hàng lễ bì từ nơi trai đây hàng lễ bì Bên cổ trên cầu thế bên ma khách cả xe chậm mờ nơ bên ma
cao xe chân vật cầu mà nô khăn cầu tìm cầu mà nô khăn cầu đặt đâu ai cầu đông cầu đầy cầu cầu không bán đi cái là bình thường ba cầu cầu thạc bình sát ba cầu kêu cầu bình sát ba cầu kêu đèo mưu trang ngang tài bình đèo mưu trang ngang tài bình đèo mưu thì ngân trà bình đèo mưu dê ngân trà bình Yeah.
đang xe lẩu à thầy?